Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp với Ban dân tộc tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022. Tham gia hội thi có 5 đội thuộc các xã Gia Ly, Sa Bình, Hơ Mon, Mô Rai, Rờ Cơi. Các đội tranh tài ở 3 phần thi gồm thi chào hỏi, thi hỏi đáp và thi trình diễn tiểu phẩm với hình thức câu chuyện quanh ta. Bằng nhiều cách thể hiện sinh động, phong phú, các đội thi phản ánh được tình trạng và những hệ lụy tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cộng đồng đối với công tác hôn nhân, gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ của đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.